Khám phá bí mật tập tính sống của đà điểu. Đà điểu là loài chim không biết bay, nhưng chúng có đôi chân mạnh mẽ giúp chúng chạy nhanh trên mặt đất. Chúng sống thành đàn, mỗi đàn thường gồm 5 đến 50 cá thể. Điều này giúp chúng dễ dàng tìm kiếm thức ăn và bảo vệ lẫn nhau. Thức ăn của đà điểu chủ yếu là cỏ, nhưng chúng cũng không ngần ngại ăn côn trùng, động vật nhỏ hoặc hạt. Tập tính sinh sản của đà điểu cũng rất đặc biệt. Một con đực có thể ghép cặp với nhiều con cái. Trứng của đà điểu là loại lớn nhất trong thế giới chim. Chúng thường được ấp trong những hố cát mà con cái đào ra. Cuối cùng, đà điểu có khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt như sa mạc. Sự kiên cường giúp chúng tồn tại và phát triển. Hãy chia sẻ video này để mọi người cùng hiểu thêm về loài chim thú vị này. Cảm ơn bạn đã theo dõi.